Nhằm tạo ra không khí sôi động trong những ngày đầu xuân Tân Mão, chiều ngày 15 tháng 2, tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội, Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Câu lạc bộ Võ thuật xã La Phù tổ chức chương trình võ thuật mừng Đảng mừng xuân, chào mừng lễ hội xã La Phù. Chương trình đã nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân trong xã. Tới dự chương trình có các đại diện Đảng bộ của chính quyền huyện Hoài Đức và xã La Phù. Về phía Hội Võ thuật Hà Nội có sự tham dự của võ sư Nguyễn Phi Lân, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Hội Võ thuật Hà Nội, võ sư Lê Ngọc Quang, Phó Tổng thư ký kiêm Chủ tịch Hội Võ thuật Hà Nội, võ sư Nguyễn Khắc Trịnh, Phó Chủ tịch thường trực, võ sư Mai Tuấn Minh, Chủ tịch Câu lạc bộ Võ thuật cổ truyền xã La Phù cùng đông đảo bạn bè, đồng đạo và nhân dân trong xã. Chương trình biểu diễn võ thuật mừng Đảng mừng xuân Tân Mão được tổ chức vào đúng dịp lễ hội của xã La Phù. Đây là một trong các hoạt động văn hóa nghệ thuật thiết thực chào mừng ngày hội lớn của nhân dân trong xã. Với hơn 30 tiết mục biểu diễn võ thuật đẹp mắt do các môn sinh của câu lạc bộ võ cổ truyền La Phù cùng các võ đường võ phái khác của Hội Võ thuật Hà Nội thể hiện đã đón nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của nhân dân. Đặc biệt hơn hết là các tiết mục biểu diễn nội công đặc dị và các bài công phu đã khiến khán giả nhiều fan bất ngờ và hồi hộp. Câu lạc bộ võ thuật La Phù ấy là một thành phần thuộc về mặt văn hóa tinh thần. Năm nào chúng tôi cũng vào ngày này là cố gắng với tất cả mọi khả năng sẵn có để đóng góp vào cái lễ hội truyền thống của địa phương. Câu lạc bộ võ thuật cổ truyền xã La Phù được thành lập từ năm 2009 do võ sư Mai Tiến Minh, cố vấn Hội Võ thuật Hà Nội làm chủ nhiệm. Sau 2 năm xây dựng và phát triển, câu lạc bộ đã thu hút hàng trăm thanh thiếu niên tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe, góp phần tích cực trong phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Chương trình biểu diễn võ thuật ngoài ý nghĩa chào mừng lễ hội xã La Phù, đây còn là cơ hội tốt để các câu lạc bộ thể hiện sức mạnh của mình, đồng thời còn là dịp để các võ đường võ phái gặp gỡ giao lưu với nhau trong dịp đầu xuân năm mới.